Thì một cách nghiệm khó của Hambo, hãng Hambo là gồm có 4 chức năng mở. Cái chức năng đầu tiên là mở khớp cơ, cái này là vân tay. Trên vân tay thì có là khó bát và khó từ luôn. Nếu muốn hiện tại muốn mở được khó cơ là trên đó có cái lãi, mọi người đi luôn, đi nó bung ra. Đó, nắm hai tay xây ra là ra khó cơ. Còn muốn sử dụng cái này nữa là phải reset lại, reset thì ở sau lưng này nó có nút reset. Mọi người dùng cái gọt gì nhỏ nhỏ này, thay dịp trên nó có hai cái lõi, mọi người bấy ra, bấy ra, bấy như cái điện thoại Nokia hồi xưa mà này. Đó. Và lắm cũng quay được sim. Sim ở trên đó có cái lỗ đây, mọi người thấy chưa, reset chưa? Lấy quy tập xin cái gì mà nhọn nhọn gì biệt vậy, đút vô nhắn giữ sao quy ghi 5 tiếng bíp, có một giọng nói thắt lên này thì mọi người tha ra. Sau khi có giọng nói thắt lên này, thì mọi người bấm cái chuông, bấm chuông giọng tròn xanh sáng lên, sáng lên có nghĩa là đã cua ly rồi. Bắt đầu chúng ta cài được khóa, cài được khóa chúng ta nhấp màn hình tròn sáng lên rồi bấm nút quay lại duy chuông. Như giờ bị lỗi, bấm quay lại. Đóng lại. Như giờ giọng nó phát lên là chính xác. Bắt đầu chúng ta cài đặt là cùng máy cùng chất số. Bấm đây, rồi nhập lại mật khẩu một lần nữa. Nó có zero, chán rồi xong nó coi có nghĩa là cài đặt thành công. Cài đặt tôi quay lại. Sau khi ta có bát thì cái bát của mình là bát chú để mình cài khó từ với vân tay. Khó từ vân tay thì thao tác cũng như cài đặt bát là bấm quay lại với chuông. Có giọng nói chúng ta nhập mật khẩu lúc đầu chúng ta vô. Bấm enter. Rồi, bấm số 1. Bấm số 1 là đưa tất cả các thứ tự lên. Khi mà nó có chữ zero, zero là thành công á, sẽ bấm quay lại. Bằng vân tay cũng như cài thứ tự thì cũng bấm đây. Mật khẩu. Rồi bấm số 2 rồi nhấp khá vân tay 5 lần. Khi nào có chữ zero thì tôi qua là cài thành công vân tay. Qua lại.